Đây là chiếc Mili Clubman 2020 đang sử dụng màn hình 6.5 inch. Đây, mình sẽ nâng cấp cái màn hình 8.8 inch cảm ứng cho cái xe này. Đây là hình ảnh sau khi nâng cấp chiếc Mini Cooper Countryman 2020 lên cái giao diện Evo ID6 cảm ứng. Đấy, xôi. Cực kỳ là xịn sò luôn. Cái này thì có một cái ưu điểm khác biệt hoàn toàn so với các cái giao diện trước, đó là các cái thanh công cụ, các cái phần function của nó thì sẽ trải sang hàng ngang như thế này, thay vì làm dọc như là các cái giao diện ID 4 hoặc ID 5 làm vòng tròn, thì giao diện ID 6 nó sẽ toàn bộ trải ngang như thế này. Và khi mình kích đúp vào đây này, đó, thì mình có thể tùy chọn chỉnh các cái icon này theo sở thích của mình. Thường thì mình sẽ để cái Apple CarPlay cạnh với cả cái Google Maps, cạnh với cái bản đồ của BM. Đó. Google Maps con này nhá, CarPlay con này nhá, rất là tiện nhá. CarPlay full màn hình rồi. Sử dụng Google Maps cũng cực kỳ là xịn sò luôn. Đó. Về gì này. Đấy, cực kỳ hiện đại luôn. Đây là con này nhập về Việt Nam năm 2020. Thuộc dạng LCI2 rồi nhưng vẫn chưa có cái màn hình lớn. Có đầy đủ luôn, nhập về Thaco, nhập về có màn hình điện tử lớn này, có CarPlay này, có vô lăng, có Paddleshift, có bản đồ, nhưng không phải là màn hình lớn, không phải là DVD và không có ổ cứng. Ở đây thì có đủ luôn. Màn hình lớn, CarPlay full, rồi ổ cứng. Ở đây có cả ổ cứng music.